chưa lên sóng, hóa ra chuyến ra khơi của Chun Vạn cùng Giàn Cát che giấu điều này. Trong chuyến đi đến đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, Giàn Cát 2 ngày 1 đêm đã có những trải nghiệm có 102 từ chương trình. Đặc biệt là chuyến ra khơi câu cá của đội Chun Phạm Ngô Kiến Huy và Kiều Minh Tuấn Dương Lâm. Cụ thể vì thất bại từ thử thách kéo co trên thuyền thúng nên cả đội phải lên thuyền ra khơi, đánh bắt cá và tự nấu bữa trưa cho chính mình. Vừa lên thuyền thì cả bốn đã cực kỳ hăng hái, dọn mỏ, nói xấu những thành viên còn lại trong Giàn Cát. Dương Lâm cho biết, nhìn anh Giang vậy thôi, cái miệng ảnh tốt mà cái tâm anh Giang ác lắm. Ngô Kiến Huy cũng lập tức thêm vào, ảnh hay ra rẻ ra vẻ lắm. Sau những sự hào hứng vui vẻ của team ra khơi nhanh chóng bị giật tắt, nhường chỗ cho chị Huệ đến thăm. Cụ thể vì say sóng, Chun Phạm đã không chịu nổi và ói ngay xuống biển. Không những vậy, anh còn dành lời khuyên cho Dương Lâm, phải ói mới khỏe được. Thấy tình hình cả đội không mấy khả quan và có nguy cơ bị chê cười, Kiều Minh Tuấn ngay lập tức lên kế hoạch cùng đàn em. Anh nói, tôi yêu cầu mọi người đi lên bờ không kể chuyện này cho đội thắng nghe, phải nói là tụi tôi ăn no say. Cả đội thống nhất phải diễn lên, thống nhất số lượng cá bắt được là 15 con, 5 con mực và 1 con cá nhám, 1 con cá đuối, trong khi kết quả thực sự chỉ là một chú có sọc dưa nhỏ. Trước khi gặp bến thì cả bốn phải vực dậy tinh thần, say sưa hát hò còn nhanh tay giấu nhẹm nồi gói mì cứu đói. Tập 12 của 2 ngày 1 đêm sẽ lên sóng vào lúc 21:15 Chủ nhật ngày 4 tháng 9 trên kênh YouTube 2 ngày 1 đêm Việt Nam, YouTube Đông Tây Promotion và 20:30 trên kênh HTV7 và siêu ứng dụng giải trí VEON.